các bạn. Các bạn khỏe không? Mình cũng khỏe. Ngày hôm nay mình ăn mua nguyên con vịt về. Ok. Mình đang làm gì? Ok. Ngoài chợ. Tại sao vừa quay không? Mình ăn được Bắc Kinh tự ở nhà mà làm, không có ra ngoài ăn. Trời, chỉ vô nó cái da nó giòn lên, ăn được Bắc Kinh á rồi cái da phải giòn mới ngon. Mua nguyên con vịt về, tương vừa làm sẵn rồi. Ok. Trước khi làm phải rửa tay. Mình hơi con vịt xong rồi phải không? Mình cắt. Ui. Không. Ôi trời, đã đi. Trời. Ui dùi, chắc đủ rồi quá ha. Nè, à, đủ rồi. Còn dư dịch ở đây thì để nguyên con ba chuột. Ok, để qua bên trước đã. Ăn dứt Bắc Kinh là phải có bánh tráng. Hả? Bánh gì? I can't tell if the bunny is here. Trời trời trời, nó còn ở đó nữa hả? I don't know, it's too dark. Oh yeah. Oh, you made your own? No. Đây bánh tráng của dịch Bắc Kinh nha. Wow, nóng quá. Có dưa leo, có hành, thế tương ớt. Xong. Còn gì nữa không? À, còn cơm chiên. Dạ, giống như ở ngoài vậy đó. Ok. Dịch ba món ăn. Cơm chiên da. Fried rice. Yes. Cơm chiên ba món. Okay. Đó đi ăn. Ăn với cơm. Bỏ cái tương ớt chia da làm hai. Tiếng. Tương này là tương ớt. Ok. Rồi, nhập tiệc mời tất cả các bạn. Okay. Thấy dĩa vịt quay Bắc Kinh của mình ngon chưa? Cái da giòn. Ở nhà làm. Ở nhà làm nha các bạn. Nhà làm ở đây có miếng súp. Miếng súp họ mới lấy nha. Ok. Miếng súp mới lấy đi. Ok. Ok, ăn vịt Bắc Kinh là vậy. Còn chút xíu vô. Dưa leo. Ờ, dưa leo hai cây đi. Dưa leo nhiều không? Trời ơi, vịt nè. Trời ơi, vịt hai. Ngon ha, chỗ này nó quay đã ha. Làng da vậy đó. Có da, có nạc.
bóng lưỡng luôn. Bánh tráng thì nóng hổi nha. Bây giờ cuốn ăn nè các bạn. Ở nhà hàng ăn cái này bao ngon, vậy là nhiều 4 mấy đồng ở đây. Tự mình mua con vịt về làm ăn. Nguyên con vịt nó còn dư. Có cơm chiên nữa. Giờ mình có cơm chiên nữa nè. Đây là cái dĩa dưa leo. Đó. Hành đó thì dùng cái hành này, mình có hành gì mình xài hành đó nha các bạn. Đó, tương ớt, dĩa vịt. Đó, dĩa vịt là ba cháy rồi đó. Ngon. Ăn vừa bắp cần đây à? Mình lâu lâu thì cũng đi ra nhà hàng ăn. Nhưng mà cũng giống đa số thì mình ở nhà ăn nhiều. Ăn cũng giống nhau à. Khi nào mình không có thời gian á các bạn. Với trong mùa dịch này nè, là coi như tuyệt đối không có ra ngoài ăn luôn. Rồi. Đâu có đi ra đâu ha. Ừ. Nó nhờ đã hơn. Ôi nóng quá ha các bánh tráng. Hơi khét, hơi khét kìa. Ớt. Bỏ hành vô nhiều chút. Hành thì ở nhà mình trồng. Bữa mình biết tuyết nó sắp xuống, mình cắt hái vô hết. Ồ, nó còn nhỏ vậy lắm. Miếng nữa nè, lạng mỏng mỏng vàng. Ừ, nè, chiếu gần cho các bạn xem nè. Ừ. Đó, cái da giòn lắm á. Dạ. Để cho nó muốn ăn chút xíu cơm chiên trước ra. Dạ. Miếng vịt này đã quá. Miếng cơm chiên nóng nóng á. Ừ. Nó cho hút miếng súp vô. Ăn vịt quay 3 món mà. Bốc khói lên luôn. Cơm chiên. Ăn chút chiếu cơm. Ngon. Ở ngoài bán sao? Mình về mình ăn gì? Mình làm ở nhà được nha các bạn. Có thì bán rồi chưa? Ăn vịt rồi 3 món 4 mấy đồng à? 4-5 đồng. Hồi xưa kinh tế tốt, nó bán là 5 mấy đồng. Bây giờ kinh tế hơi tệ, nó giảm giá. Rồi không ai, không ai có tiền đi mua. Ăn chứ, không có mua. Ngon. Hành lá này là đợt cuối luôn, mình cắt vô. Đợt cuối à? Ừ. Để ta bọc luôn đi. Miếng nó bự. Miếng nó bự. Ăn vừa bắt kinh mà chưa sao. Ăn cái da của nó phải giòn mới ngon. Phải bóp tay nha. Ừ.
ăn dị dạng ở ngoài ăn. Mà mình thấy mình chưa, theo mình chưa thì chưa thấy ha. Ra số ra ngoài ăn. Ăn có biết gì làm. Mình làm cũng đâu có thua đâu. Mỏng mỏng bày ra gì y chang ngoài luôn. Mèo khen đẹp mèo nha. Tự khen mình, không ai khen mình tự khen. Yep. Mình chán không? Mình chán nhớ. Cái này không có cây hả? Dạ chắc. Cây không? Dì qua đây ăn món này rồi. Hai cái dưa leo mới được. Dưa leo cả đồng. Ồ, lấy cái da. Cái da ăn Bắc Kinh là phải lấy cái da. Em miếng rồi. Rồi nó khôn quá vậy. Trời ơi, không dám luôn. Nó lấy gì rồi kèm thêm miếng nạc nữa. Đó. Yeah. Thank you. You're welcome. Làm mất cỡ. Quên. Mặt hình ăn da thiệt. Ha. Mà con vịt nó có bao nhiêu da đâu. Một xíu à. Bởi nó bắn mắt là vậy đó. Nó lẹn ra hết rồi còn do chổng có thịt không à. Súp cả tới. À. Nha. Ăn dịch ba món này trời ơi, lấy ra chị. Tối đa ba món hả? Hai mấy món? Ba món đúng rồi. Ba món. Ừ, ba món bốn mấy đồng đó ngoài bán bây giờ. Ba món có bốn món không? Muốn cộng mì xào vô cũng được, tự theo mình thôi. À, mì xào nó 4 món. Ừ. Rồi còn món gì nữa không? Trời ơi, dịch gì Bắc Kinh thường nó 3 món thôi. Nó mình muốn cơm hay là muốn mì xào? Cơm chiên chứ. Muốn cơm chiên hay là muốn mì xào? Giờ là súp. Vậy thôi, cái canh. 45 đồng hơn. Cộng thế đưa tip thế này nọ 50. Vậy thôi, ba người ăn đúng đúng. Không có được lấy về. Đúng đúng ăn thôi. Mà không có no đâu. Ừ. Người mấy cuốn à? Cái này tự làm, mình ở nhà mua con vịt 28 đồng. Mà mình ở nhà mình ăn mắc hơn hả? Mắc hơn không? Nổ. Nó còn dư mà nguyên vịt. Ừ. Dư mà. Nó cũng bằng giá thôi mà đường cái kia sao nó còn dư, dịch nó còn dư. Cực là kia sao, ăn xong có vũ chén thôi. Ra ngoài ăn được khỏi, ăn xong rồi chạy. Ừ, làm chuẩn bị rồi. Trả tiền. Cực. Cơm chiên không có, súp. Ừ. Miếng súp nóng nóng chưa? Ở ngoài bữa nay lạnh lắm luôn á. Không, bà làm thấy bụng rồi. Ngày nào cũng lạnh. Ok, thank you. Dạ. Ngon ha. Dù héo, dù bằng súp. Finish the vegetable. Oh.
Really? Thank you. You're welcome. Rồi. Sắp hết à? Vài cuốn là hết rồi. Ở ngoài nó cho mấy cuốn, cho có mười mấy cuốn thôi à. Cái này... Này như 20 cuốn. Ừ. Mà ở ngoài ăn đâu có no đâu, trời trời. Ăn cho đỡ ghiền không. Mua nguyên con về tự làm, trời ơi, ăn tới trời, đã luôn. Còn dư nữa. Nhồi dầm dầm cái tương sắp hết rồi. Dầm này. Cái dưa leo dầm dầm. Can you make one for me? Okay. Lấy thêm súp. Ok. À. Trời sao miếng này dày dữ vậy chạy? Không biết một miếng hai miếng nó trời trời. Ăn cơm chiên. Yeah. Ăn cơm chiên kèm vô đi. Wow, cơm chiên ngon. Thơm. Lấy muỗng nè. Nó lên. Ngoài con chiên xào vịt. Con chiên vịt. Rồi súp cũng dữ. Mình dẫn nó của mình. More soup? Oh, okay. I'm all right. Nice. Okay. Rồi xong. Last school. Okay. Ăn cơ cơm. Have one more. Okay. Lấy lần trước bởi vì. Cái bụi tôi thiếu phẩm bởi. Yeah. There. You don't have to be rapping. There's a lot of cucumber. Đi chợ người ta cho cucumber for free có tin không? Khó tin ha. Ừ. Cho miễn phí. Rồi. Muốn lấy bao nhiêu lấy luôn nha các bạn. Thay cho người mình nó lấy 2 thùng luôn. Trời trời. 2 thùng là bao nhiêu? Mà chất 30 cao. 30 cây có à. Chất cao lên đó các. 30 cây có à. Bữa nay không biết làm gì, trời ơi, nó cho dưa leo cho miễn phí. Trời ơi, chồng ta hốt quá, đã hốt luôn. Hết cũng được, nó không la. Ngon quá ha. Mà chỉ có cái tiệm đó thôi. Ừ. Chắc nó sắp hư cái gì. Nó không hư đâu, đói hư đó. Rồi. Đói hư đó. Mình gia đình mình ít. Lấy có 3 cây thôi. Ok, maybe one more. Cho quên là cucumber. It's free. Hmm.
Nó hay vậy lắm nha, nó hay cho phi lắm á. Chợ đó chợ bán trái cây, bán đồ dễ lắm. Nó kêu muốn bán trái cây không? Đông lắm. Ừ. Ăn bún nó xong chắc no à? Ừ, uống rắc rửa rồi. Kìa, đây. Ngon. Lâu lắm rồi mới ăn vịt Bắc Kinh rồi ha. 6 tháng rồi. Ừ. Dạ. 6 tháng rồi. Dạ. Từ ngồi chờ ở một nhà hàng ăn. Ngồi chờ này ở nhà ăn. Dưa leo thì không có tốn tiền. Uh-huh. Hành cũng không tốn tiền. Ừ. Tốn tiền dịch thôi à. Ừ, dịch có 30. Dạ. Yeah. Ok, bye bye các bạn nha. Thank you watching kênh của Bánh Điện. Nhớ ủng hộ mình nhé. Dạ, yeah, cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye.